오늘도 밥 잘 드셨죠? 이 음식이 서로의 감정을 교류하고 또 감정을 교류하는 그 음식은 마음이 먹는 겁니다. khai thác về cái ruộng bậc thang đấy tất cũng để lại. Hiện tại là mình biết là 300 năm tuổi rồi. Chế bộ quyền lực giải pháp sao? Chưa xảy ra. Mọi người xung quanh nhìn biển ngon là được rồi, đúng không? Cái 남이 시킨 밥 쳐다보는 게 제일 치사해 보이는데.